Hỏi đáp COVID-19, vitamin D, chìa khóa vàng tăng cường hệ miễn dịch. Khoe tự nhiên xin kính chào quý vị. Hải Âu rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nếu như khẩu trang và nước sát khuẩn được xem như lớp bảo vệ bên ngoài, thì sức đề kháng, hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ là chiếc áo giáp bảo vệ sức khỏe từ bên trong. Đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp, với hàng loạt biến chủng siêu lây nhiễm xuất hiện và thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc điều trị đặc hiệu, thì con người vẫn cần phải cầu cứu hệ miễn dịch tự nhiên của chính mình. Và một trong những biện pháp để có một hệ miễn dịch tự nhiên khỏe mạnh chống lại sự xâm nhập của virus chính là một chế độ dinh dưỡng tối ưu. Trong bản tin sức khỏe ngày hôm nay, Khoa Tự Nhiên sẽ giúp quý vị tìm hiểu về vitamin D, một trợ thủ đắc lực giúp hệ miễn dịch tự nhiên đánh bay COVID-19. Vai trò của vitamin D đối với hệ miễn dịch bẩm sinh. Thiếu vitamin D có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Nhu cầu vitamin D của cơ thể khuyến nghị cần là bao nhiêu? Bí quyết bổ sung vitamin D trong chế độ ăn hàng ngày hợp lý. Một, vai trò của vitamin D đối với hệ miễn dịch bẩm sinh. Quý vị thân mến, Khoe Tự Nhiên đã có một video tổng quan về cơ chế bảo vệ cơ thể của hệ thống miễn dịch tự nhiên trước các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Trên thực tế, hệ miễn dịch của con người khá phức tạp với nhiều tế bào miễn dịch tham gia. Vai trò của chúng giống như một đội quân trong cơ thể, có nhiệm vụ chống lại sự xâm nhập của các mầm bệnh ngoại lai. Khi virus, vi khuẩn xâm nhập, phản ứng đầu tiên của cơ thể là kích hoạt hệ thống miễn dịch bẩm sinh, sau đó là hệ thống miễn dịch đáp ứng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình lây nhiễm SARS-CoV-2 từ khi nhiễm bệnh đến khi xuất hiện triệu chứng là khoảng 5 ngày. Sau đó, các triệu chứng sẽ ngày càng tiến triển và nặng hơn trong vòng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có khoảng 20% bệnh nhân có triệu chứng trở nặng cần nhập viện, trong khi phần lớn người nhiễm virus thể nhẹ sẽ tự khỏi và khả năng đề kháng trước virus tốt hơn sau đó. Có được điều này là do phản ứng mạnh mẽ của hệ thống miễn dịch bẩm sinh trong giai đoạn đầu của bệnh. Hệ thống miễn dịch bẩm sinh bao gồm các hàng rào vật lý như da, lông mũi, màng nhầy, v.v. và các tế bào miễn dịch như đại thực bào, bạch cầu đơn nhân, tế bào đuôi gai, bạch cầu trung tính và tế bào mast. Người ta tìm thấy rằng vitamin D giúp làm ổn định các hàng rào vật lý, bảo vệ và tăng cường các mối nối khoảng cách, tăng độ kết dính các mối liên kết trung gian giữa các tế bào. Vitamin D cũng đã được phát hiện giúp tăng phản ứng miễn dịch bẩm sinh thông qua việc sản xuất một số peptide kháng khuẩn như defensin và catelicidin có đặc tính kháng virus, nấm và vi sinh vật. Các peptide này còn có cải thiện chức năng miễn dịch của các tế bào trình diện kháng nguyên như đại thực bào, bạch cầu đơn nhân và tế bào đuôi gai. Ngoài ra, vitamin D còn được cho là có tác dụng ổn định màng tế bào biểu mô, có thể làm giảm khả năng lây nhiễm của các mầm bệnh, bao gồm cả virus SARS-CoV-2 gây bệnh cho tế bào. Trong một nghiên cứu thử nghiệm, việc điều trị có sử dụng vitamin D làm giảm khả năng sao chép và nhân lên của rotavirus 1, một loại virus gây tiêu chảy thường gặp ở trẻ em. Một thử nghiệm lâm sàng khác gần đây cũng cho thấy, liều lượng bổ sung vitamin D cao hơn làm giảm lây nhiễm virus sốt xuất huyết nhờ cải thiện các phản ứng miễn dịch bẩm sinh. 2. Thiếu vitamin D có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng và tử vong nhanh chóng ở bệnh nhân COVID-19 là do hiện tượng cơn bão cytokine. Cytokine là một loại chất tiết của các tế bào bạch cầu và nội mô trong quá trình viêm và là một phần đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Cytokine có hoạt tính sinh học rất mạnh, gây tác dụng tại chỗ nên còn gọi một cách không chính thức là các hormone tế bào. Cơn bão cytokine đối với bệnh COVID-19. Sau khoảng 7-10 ngày, khi virus xâm nhập cơ thể, có khoảng 20% trường hợp bệnh trở nặng hơn bởi các phản ứng hệ miễn dịch đáp ứng bị kích thích quá mức. Dẫn đến các cytokine tràn ngập trong máu như một cơn bão, nó gây nên các phản ứng viêm, đông máu, giảm bạch cầu, lympho, suy đa tạng. Đặc biệt, phản ứng viêm quá mức xảy ra tại phổi khiến các phế nang sung huyết, tràn ngập dịch viêm làm cản trở hấp thụ oxy khiến nồng độ oxy trong máu giảm thấp. Người bệnh sẽ khó thở dữ dội và có thể nhanh chóng tử vong cho dù được thử máy liều cao. Vitamin D có vai trò điều hòa các phản ứng viêm, tránh tạo ra cơn bão cytokine. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tế bào T của hệ miễn dịch đáp ứng khi được kích hoạt sẽ chuyển đổi thành tế bào T trợ giúp 1, TH1 hoặc T trợ giúp 2, TH2. Khi thiếu hụt vitamin D, phản ứng miễn dịch đáp ứng tự động chuyển hướng đổi thành tế bào TH1
và đây là con đường dẫn đến sự bùng nổ các chất siêu viêm gây ra cơn bão cytokine, bởi các tế bào này giải phóng các cytokine gây viêm bao gồm interleukin 2 và interleukin 21. Vitamin D đã được tìm thấy là có khả năng vừa làm giảm sự tăng sinh tế bào T quá mức, vừa làm giảm sự biệt hóa tế bào T thành TH1. Đồng thời, vitamin D còn được ví như là người dẫn đường giúp điều hòa chuyển đổi tế bào T thành TH2, ngăn chặn sự kích hoạt quá mức của miễn dịch đáp ứng, từ đó tránh tạo ra cơn bão cytokine. Một nghiên cứu quan sát trên 9.548 người trưởng thành từ 50 đến 75 tuổi ở Đức đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt vitamin D làm tăng nhanh tỷ lệ tử vong do bệnh đường hô hấp. Phù hợp với dữ liệu quan sát này, một nghiên cứu cắt ngang khác với hơn 500 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng được chăm sóc đặc biệt ở khoa ICU tại một bệnh viện lớn của Iran cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc thiếu vitamin D với mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong của COVID-19 và việc bổ sung vitamin D có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh nặng. Các nghiên cứu cũng cho thấy độ tuổi càng cao thì tình trạng thiếu hụt vitamin D càng trầm trọng. Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cũng cao nhất ở nhóm tuổi này. Dữ liệu lâm sàng được tổng hợp bởi Danesh Khan và cộng sự đã chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt vitamin D dự trữ ở bệnh nhân COVID-19 nặng chiếm 34% ở người già trên 60 tuổi, chiếm 22% đối với người từ 20 đến 40 tuổi và chiếm 21% ở người trung niên từ 40 đến 60 tuổi. Do đó, thời gian gần đây, vitamin D đã và đang được giới khoa học khuyến nghị bổ sung vào phác đồ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện tại, nhiều thử nghiệm lâm sàng đang điều trị tác động của việc bổ sung vitamin D với liều lượng trên 200.000 đơn vị ở những người mắc COVID-19. 3. Nhu cầu vitamin D khuyến nghị của cơ thể là bao nhiêu? Quý vị thân mến, các nhà khoa học cho rằng lượng vitamin D cần thiết phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chủng tộc, độ tuổi, vĩ độ, ánh sáng mặt trời, quần áo và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Khi nói đến nhu cầu vitamin D của cơ thể, chúng ta có thể hiểu là khẩu phần vitamin D đủ đảm bảo cho cơ thể không bị thiếu. Học viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo lượng vitamin D từ chế độ ăn uống hàng ngày cần tối thiểu là 400 đơn vị cho trẻ sơ sinh, trẻ em từ 0 đến 1 tuổi, 600 đơn vị cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn từ 1 đến 70 tuổi, 800 đơn vị cho người lớn trên 71 tuổi. Theo Bộ Y tế của Vương quốc Anh, những nhóm người có nguy cơ thiếu vitamin D bao gồm phụ nữ có thai và cho con bú, đặc biệt là vị thành niên và phụ nữ trẻ, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, người ít hoặc không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ví dụ như người ở trong nhà suốt thời gian dài. Bộ Y tế Anh cũng khuyến cáo các đối tượng có nguy cơ thiếu vitamin D nên bổ sung vitamin D với liều lượng như sau. Tất cả phụ nữ có thai và cho con bú nên uống bổ sung vitamin D 10 microgram một ngày, tương đương với 400 đơn vị một ngày. Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi nên bổ sung vitamin D dưới dạng giọt 7-8,5 microgram mỗi ngày, tương đương với 280-340 đơn vị một ngày. Tuy nhiên, những trẻ ăn sữa bột không cần bổ sung vitamin D đường uống cho đến khi chúng uống ít hơn 500ml sữa mỗi ngày vì những sản phẩm sữa đã được bổ sung vitamin D. Trẻ sơ sinh bú mẹ cần bổ sung vitamin D từ 1 tháng tuổi nếu trong thời gian mang thai mẹ của trẻ không bổ sung vitamin D. Những người từ 65 tuổi trở lên và những người không tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời cũng nên bổ sung vitamin D 10 microgram mỗi ngày, tương đương với 400 đơn vị một ngày. Đối với những trường hợp bao gồm cả trẻ em, người lớn bị béo phì và những người đang sử dụng các loại thuốc glucocorticoid, thuốc chống động kinh, thuốc chống nấm, ketoconazole hoặc những loại thuốc điều trị bệnh AIDS, thì cần liều vitamin D cao hơn 2-3 lần bình thường. Tuy nhiên, thì cũng xin lưu ý với quý vị rằng, việc cung cấp thừa vitamin D cho cơ thể cũng gây ra các hệ lụy nghiêm trọng, ví như nôn mửa nhiều lần, đau bụng, tiểu nhiều, tình trạng lú lẫn và thờ ơ là những triệu chứng thường gặp nhất khi ngộ độc vitamin D. Mặc dù tỷ lệ ngộ độc vitamin D là rất hiếm gặp, nhưng nếu không nhanh chóng nhận biết sẽ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, quý vị vẫn nên đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm, đo nồng độ vitamin D trong cơ thể và được các bác sĩ tư vấn chỉ định uống bổ sung nếu thiếu vitamin D. 5. Bí quyết bổ sung vitamin D trong chế độ ăn hàng ngày. Trên thực tế là không có nhiều thực phẩm tự nhiên có chứa đủ hàm lượng vitamin D. Tuy nhiên, vẫn còn một số loại thực phẩm mà chúng ta có thể tận dụng hàng ngày để bù đắp cho lượng vitamin D bị thiếu hụt trong cơ thể. Sau đây là những nhóm thực phẩm vàng giàu vitamin D trong tự nhiên. Cá và các loại hải sản. Các loại cá béo tầng sâu như cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá trình đều là những loại thực phẩm lý tưởng để cung cấp vitamin D cho cơ thể.
Theo cơ sở dữ liệu thành phần thực phẩm Mỹ, thì một khẩu phần cá hồi 100g chứa từ 361 đến 685 đơn vị vitamin D. Đặc biệt, cá hồi không chỉ giàu vitamin D mà nó còn là loại thực phẩm rất tốt cho hệ tim mạch bởi chúng giàu axit béo omega 3. Đây là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho trái tim của chúng ta. Nấm. Nấm là nguồn vitamin D có nguồn gốc thực vật duy nhất. Nấm có thể tự tạo vitamin D khi tiếp xúc với tia UV. Mỗi một trái nấm sẽ tương ứng với 400 đơn vị vitamin D. Tuy nhiên, thì các loại nấm hầu hết chỉ sản xuất ra vitamin D2, trong khi đó cơ thể con người lại tự tổng hợp vitamin D3 qua da nhiều hơn. Trứng. Lòng đỏ trứng cũng là một nguồn cung vitamin D quý khác mà quý vị có thể dễ dàng thêm vào thói quen ăn uống của mình và gia đình. Một quả trứng có chứa tới 40 đơn vị vitamin D. Tắm nắng. Một trong những cách rất hiệu quả để bổ sung vitamin D đó là tắm nắng. Bởi 80% nguồn vitamin D chủ yếu là nội sinh do cơ thể chúng ta có thể tự tổng hợp vitamin D dưới tác dụng của tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời. Vì vậy, vào mùa đông, ít ánh nắng mặt trời hoặc khi cơ thể không được tắm nắng sẽ bị thiếu hụt vitamin D, từ đó dẫn tới nguy cơ còi xương ở trẻ em và loãng xương, suy giảm miễn dịch ở người già. Để đảm bảo cho cơ thể được cung cấp đủ lượng vitamin D, các chuyên gia khuyến nghị nên tắm nắng khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày vào buổi sáng trước 9 giờ. Trong trường hợp không thể tắm nắng thường xuyên như người già hoặc trẻ em dưới 1 tuổi, quý vị cũng có thể cân nhắc uống vitamin D thay thế. Khi sử dụng thuốc cũng giúp quý vị dễ dàng kiểm soát lượng vitamin D đưa vào cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, vì là thuốc bổ sung nên quý vị cần phải được bác sĩ khám và tư vấn chỉ định liều uống cho phù hợp quý vị nhé. Vừa rồi là những thông tin dinh dưỡng xoay quanh tác dụng kỳ diệu của vitamin D trong việc nâng cao sức đề kháng của cơ thể và có thể giúp giảm tình trạng mắc bệnh nặng trước đại dịch COVID-19. Vẫn còn quá nhiều điều mới mẻ và tuyệt vời về hệ miễn dịch tự nhiên mà con người vẫn chưa khám phá hết được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin sức khỏe tiếp theo.